khi một người đàn ông đi tiêm vaccine nhưng lại bị nhân viên y tế cố tình triệt sản, khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Nạn nhân là người đàn ông tên là Kuma, 40 tuổi, sống tại làng Bishanpur, thành phố Etta, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, bị mắc chứng cầm điếc từ nhỏ. Theo Ashok, anh trai của nạn nhân, nhân viên y tế Kumari đã tìm đến nhà vào cuối tuần trước và đón Kuma đến bệnh viện địa phương để tiêm vaccine phòng COVID-19. Người này còn hứa với gia đình là được nhận 47 đô la Mỹ nếu người nhà tiêm phòng. Vừa về đến nhà, Kuma rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khi gia đình đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, họ nhận được thông báo người đàn ông khuyết tật vừa trải qua quá trình triệt sản. Được biết nhân viên y tế đã làm vậy.